Nam thần Hàn khác lạ khi để râu, Hyun Bin vẫn cực phong độ, nhưng sau chung kỳ, Lee trong sắc lại mất vẻ điển trai. Thường thì phái nam hiện nay cũng ít để râu lắm, các nam thần làng giải trí thì lại càng ít hơn. Các anh thường quen với tạo hình mặt đã nhụi, tóc gọn gàng, nhưng mà cũng phải công nhận là có một số người rất hợp với tạo hình này, thậm chí còn đẹp hơn cả lúc đã cạo hết râu đi luôn đấy. Năm 2022, nam thần Hyun Bin xuất hiện với những tạo hình rất khác biệt, mặt để râu, tóc nuôi dài, hoàn toàn tạo ra một cảm giác khác hẳn. Với tạo hình này đúng là Hyun Bin nhìn già dặn hơn hẳn, nhưng chẳng hiểu sao cảm giác nam tính cũng tăng vọt, càng nhìn càng thấy thật phong trần và quyến rũ. Trước đây, Hyun Bin cũng đã từng để râu đóng movie đặc vụ xuyên quốc gia rồi, vì thế tạo hình đầy chất mày râu của anh cũng không gây choáng gì lắm. Thậm chí Hyun Bin để râu càng tăng thêm sự quyến rũ nữa cơ, rất là ổn luôn. Mặt song chung kỳ trẻ hơn tuổi thật rất nhiều nên anh hợp với hình ảnh thư sinh hơn là phong cách quyến rũ nam tính. Chính vì vậy trước đây thấy song chung kỳ để râu trong phim là khán giả đã choáng váng không ít, quả thật là nhìn thế nào cũng không hợp. Trong khoảng thời gian quay Biên Niên Sử Ác Đàn, anh cũng từng có lúc tóc tai sơ sát, mặt lún phún râu gây sốc cho fan rất nhiều. Khi đó ai cũng nhận ra rằng song chung kỳ có thể hợp với nhiều tạo hình khác nhau, nhưng đừng để râu nhé, nhìn kiểu gì cũng không còn là song chung kỳ nữa. Sochi Sớp vốn mang vẻ đẹp phong trần, lãng tử từ xưa đến nay, anh cũng có thể cân mọi tạo hình thế nên để râu hay không, tóc ngắn hay dài cũng đều xuất sắc. Ngay cả với tạo hình râu quai nón xồm xoàm vẫn thấy vô cùng thu hút, đúng chuẩn hình tượng nam thần để râu là nam tính, đẹp trai mê hồn khó ai cưỡng lại được. Không ít người còn mong những vai diễn sau này Sochi Sớp sẽ đóng dạng nhân vật gai góc tạo hình khác biệt như thế này đấy. Gương mặt điển trai dễ mến của Cho In Sung đóng vai lãng tử hay chàng trai si tình cũng đều phù hợp. Vốn nghĩ với gương mặt này dù có cắt tóc ngắn 3 phân hay tạo hình khó nhằn thế nào cũng vẫn không thể che mờ được vẻ đẹp của anh. Thế nhưng không hẳn vậy, nhìn thấy nam thần này để râu dù nhiều hay ít là liền cảm thấy có bao nhiêu quyến rũ đều bay biến hết. Tạo hình ông cụ này chắc chẳng ai muốn nhìn đâu, chỉ muốn Cho In Sung mãi là nam thần mặt trắng, nhẫn nhụi mà thôi. Trương Hae In đã in sâu vào lòng khán giả với hình tượng chàng trai ấm áp, nam thần thân thiện, gương mặt anh lúc nào cũng đáng yêu và dễ mến vô cùng. Thế nên khi anh chàng khoe ảnh có thêm bộ ria mép thì không ít người đã bật cười. Trước tiên là với tạo hình này, Trương Hae In lạ hơn bình thường rất nhiều, mới nhìn thì chưa quen mắt nhưng nhìn lâu một chút thì thấy cũng không tới nỗi nào, chững chạc hẳn ra ấy chứ. Nhìn Trương Hae In thế này nếu cho anh một vai phản diện hay tay chơi cũng không phải là không hợp nha. Lee trong sức cũng là chàng nam thần quen với phong cách nhẫn nhụi, tóc ngắn hay dài cũng đều cân được, nhưng riêng việc để râu thì chắc chắn là mua lần nên phản đối. Chỉ có một lần thấy anh mới lún phún ria mép thôi là đã cảm thấy không nhìn được rồi, gương mặt cứ như thể là cậu bé tập làm người lớn cố tình vẽ râu lên vậy, càng nhìn càng thấy hài hước. Rõ ràng là cái mỏ vịt này không hợp với bộ râu đâu. Nếu cần chứng chạc trưởng thành hơn thì Lee trong sắc nên tìm cách khác, đừng có ý định để râu nhé. Du Dân Sức thì mặc dù in sâu vào lòng khán giả với hình ảnh lịch lãm, nhưng tới khi ngắm anh để râu cùng tạo hình gai góc thì lại thấy cũng khá hợp đấy chứ, tạo cảm giác khác hẳn. Rõ ràng nhìn Du Dân Sức tóc dài râu rậm vẫn toát ra khí chất độc đáo, nam tính quá là ưng mắt. Đây là một tạo hình khác hẳn thường ngày mà không dễ gì chúng ta thấy được. Hy vọng Du Dân Sức sẽ thử mình ở một hình ảnh tương tự hoặc nuôi ria mép đóng phim, chắc sẽ là đột phá lớn. Rõ ràng mày râu là từ dùng để chỉ phái nam, các quý ông để râu là chuyện quá bình thường. Thế nhưng nhìn những nam thần này thì có thể thấy rõ có người để được, có người thì thôi đừng để làm gì. Gương mặt nhẫn nhụi của các nam thần vẫn được yêu thích hơn nhiều. Vậy nên trừ khi là yêu cầu tạo hình nhân vật, nếu không thì các anh cũng không thích tự làm già chính mình.